nước cần tây được chế biến từ cần tây này, mầm đậu nành này, mầm đậu xanh này, sâm tố nữ và cỏ ngọt, rất là tuyệt vời. Nước ép cần tây có tác dụng là thanh lọc cơ thể và thải độc một cách tự nhiên từ bên trong ra, và giúp cho người phụ nữ ở cái lứa tuổi của Lam nó sẽ có rất là nhiều những cái biến động về sức khỏe này, về estrogen trong cơ thể của mình. Nước cần tây giúp cho Lam thải độc, thanh lọc và thải độc một cách tự nhiên. Là một nghệ sĩ, Lam lựa chọn một lối sống cân bằng, và Lam luôn khao khát nó phải từ bên trong mình toát ra. Chính vì vậy Lam nghĩ rằng chúng ta cần dành tối ưu cái thời gian cho chính mình. Buổi sáng dậy chúng ta sẽ ngồi thiền, rồi chúng ta sẽ đi tập thể thao, chúng ta sẽ lựa chọn những thực phẩm lành mạnh và giúp chúng ta duy trì được sức khỏe, tâm hồn và luôn luôn nuôi dưỡng được hoài bão của chính mình. Chính vì vậy Lam đã lựa chọn cho mình nước cần tây Shitokata. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.